rất khó có được cho mình những bữa rau xanh đầy đủ. Và từ đây, những câu chuyện cảm động về nỗ lực của bộ đội Việt Nam giúp đỡ bà con ở Trung Phi trồng rau đã trở thành một điều kỳ diệu. Với sứ mệnh là đại sứ hòa bình, kết nối người dân và quân đội, mang tới cho họ những tương lai mới. Khi những luống trồng rau xanh thành công tại doanh trại, ngay lập tức, chiến sĩ Việt Nam đã nghĩ tới việc hướng dẫn bà con cải tạo đất, trồng rau, phủ xanh những mảnh đất khô cằn. Câu chuyện về những nữ chiến sĩ Việt Nam không quản khó khăn, vận động người dân trồng rau, một lần nữa lại viết nên kỳ tích. 2 tháng trước, ngay khi vừa đặt chân đến Cộng hòa Trung Phi, chị Liên và đồng đội đã cuốc đất trồng rau ngay trên chính mảnh vườn của doanh trại. Chỉ nửa tháng sau, các mảnh vườn nhỏ xanh mướt với đầy đủ các loại rau muống, mồng tơi, đủ màu sắc của các loại hoa cúc, thược dược. Nhưng điều khiến chị trăn trở và ngạc nhiên nhất, ngày phá giàn mồng tơi, những người dân xung quanh đến tranh giành nhau, mót những cái lá còn sót lại như một thứ tài sản quý giá. Lương thực hàng ngày của người dân vùng lục địa đen này là cassava, bột củ sắn. Họ cho vào nồi nước đun gần sôi rồi đảo cho sánh lại, rồi đơm ra nĩa ăn cùng bát canh loãng nấu từ vài cọng rau muống thái nhỏ. Cho bé 7 tháng tuổi cũng phải ăn cháo sắn loãng. Ở Trung Phi, gạo là hàng xa xỉ, chỉ có trong siêu thị và bán với giá 80.000 đồng mỗi cân. Trong khi không có rau và lương thực để ăn, đa số các gia đình đều bỏ hoang những mảnh vườn màu mỡ. Nhìn cỏ dại mọc tùm, chị Liên và đồng đội cảm thấy thực sự xót xa. Bắt đầu từ đó, suy nghĩ phải khiến rau xanh phủ đầy những mảnh đất khô cằn này đã thôi thúc chị. Nữ chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam quyết định giúp họ canh tác, cải thiện bữa ăn. Khó khăn trồng chất khó khăn, khi chị vừa phải giải quyết cho người dân hiểu, thực hành được cách trồng trọt, vừa phải nghĩ ra những phương án cải thiện đất tốt nhất. Trời không phụ người có tâm, giọt mồ hôi của chị rơi ở đâu thì nơi đó đất hoang trở thành vườn rau xanh tốt. Hạt giống ở mảnh vườn này nảy mầm, ngoi lên khỏi mặt đất thì những hạt giống khác lại được gieo xuống. Những gương mặt khắc khổ, đen đúa của người dân bản địa trở nên vui tươi hơn cùng màu xanh của rau lá. Chị chia sẻ, không phải gia đình nào cũng sẵn sàng đón nhận và cùng mình trồng rau. Với tập quán ít ăn rau và đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng, người dân cũng chỉ trồng những loại rau dễ sống như rau dền, vài loại rau dại. Mặc dù họ rất thiếu thốn, nhưng tư duy cổ hủ cả trăm năm vẫn kìm chân họ. Một ngày cuối tháng 8, chị tìm đến một gia đình để xin được giúp đỡ họ. Những căn phòng nhỏ như tổ chim được xây liền kề, tạm bợ, làm nơi tránh nắng che mưa cho hàng chục người cả già lẫn trẻ. Phía trước nhà là khoảng đất rộng chai lì với cỏ bò kín mặt. Nhìn thấy khoảng đất rộng, tôi nghĩ ngay đến việc trồng đỗ xanh để có lương thực giúp họ cải thiện bữa ăn, còn trồng rau sẽ là phụ, chị nói. Tuy nhiên, nếu như rau có thể nhìn thấy thành quả ngay sau vài ngày, thì cây đỗ cần nhiều thời gian và sự kiên trì mới biết kết quả. Nữ sĩ quan Việt Nam phải thuyết phục bà chủ nhà để chị giúp đỡ họ trồng đỗ trên mảnh đất đó. Chị kể cho bà nghe về những ngày đói khổ của đất nước mình, về sự cần cù lao động của những người nông dân trên những thửa ruộng để vượt qua nghèo đói. Để tăng hiệu quả đàm phán, chúng ta liên pha bột đậu xanh với đường rồi mời những người trong nhà uống thử, cho họ xem những chế phẩm được làm từ đậu xanh. Những ngụm nước bột đậu đã thuyết phục được suy nghĩ của dân. Anh con trai đầu tiên chỉ đứng từ đằng xa nhìn, nhưng sau khi uống thử đã cầm cuốc vạch ra khoảng đất có diện tích to gấp 6 lần phần đất bà mẹ cho phép ban đầu. Sau đó, anh ta là người cuốc đất miệt mài nhất. Người chiến sĩ mũ nổi xanh Việt Nam còn thắp lên ước mơ làm ông chủ đậu xanh cho chàng trai châu Phi này. Khi chị kể ở Việt Nam, mọi người thường dùng đậu xanh để nấu chè, có thể mở quán bán hàng. Chị cũng khuyên anh mời dân làng đến để họ chiêm ngưỡng mảnh vườn, khi họ thích thì hãy bán hạt giống cho họ. Những hạt đỗ xanh mang từ Việt Nam với mục đích làm giá đỗ đã được chị Liên chuyển đổi mục đích cho chúng nảy mầm trên đất Trung Phi. Những gói hạt giống rau củ cũng được chị chia sẻ cho những người khốn khổ đó, dạy họ cách kiếm ăn trên mảnh đất của mình. Chị bảo, nếu đậu cho kết quả tốt sẽ nghiên cứu cách trồng lúa trên cạn để giúp người dân có lương thực phục vụ bữa ăn. Câu chuyện mang cây rau xanh tới người dân thật gian nan, thế nhưng những mảnh vườn xanh tốt đang mở rộng từng ngày. Bữa cơm người dân Trung Phi có màu xanh hơn, người già, người trẻ, ai cũng vui vẻ, tươi tắn hơn. Đó thực sự là những điều diệu kỳ mà bộ đội Việt Nam đã làm được. Càng tự hào hơn khi những quân lính nước bạn chứng kiến, họ đều thốt lên, chỉ có bộ đội Việt Nam mới làm được điều đó. Tiếng lành đồn xa, rất nhiều đồng nghiệp làm việc ở phái bộ cũng nghe tiếng và tìm đến học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc và xin hạt giống. Thiếu tá Kiên cho biết, vườn rau là một điểm tham quan của nhiều người dân và đồng nghiệp của các anh đang làm việc cùng ở phái bộ.
Họ không nghĩ là nơi nắng hạn và thổ nhưỡng cằn cỗi như Trung Phi lại có thể trồng được những loại rau cần nhiều nước và khí hậu ôn hòa như rau muống, cải ngọt, xà lách. Nhiều sĩ quan ở các nước như Bangladesh, Zambia và Kenya đến ở trước và có mang theo hạt giống rau từ nhà, nhưng họ không nghĩ là có thể trồng thành công ở mảnh vườn này. Ban đầu, chủ nhà cứ băn khoăn vì rau của họ cứ lụi dần, trong khi rau của bộ đội Việt Nam vẫn xanh tốt. Các anh phải giải thích thêm về kỹ thuật, nhưng có lẽ hàng ngày chứng kiến sự kiên trì, chịu khó của số sĩ quan Việt Nam chăm sóc những khóm rau sau giờ làm việc tại phái bộ trở về mới là câu trả lời cơ bản cho thắc mắc của họ.